rất là nguy hiểm. Hai đứa mới chọn quyết định là qua nhà mẹ để mẹ chỉ, giống như là training một tháng luôn á. Là mày phải biết tự làm đấy. Nhiều khi mà đi về nhà để còn không có mẹ thì hai đứa phải tự làm được. Vậy thì là trong cái quá trình sinh nở, nó có kỷ niệm gì mà khiến cho em phải nhớ hoài không? Dạ em á, là đi đâu cũng phải ôm theo cái con gấu bông á. Như cái con gấu ghìa hay sao ôm để ngủ á. Là đi vô sinh phải ôm theo gấu bông nữa. Lúc đầu hai đứa vô rồi cười nói, lúc mà bắt đầu chích cái thuốc mà gây tê bằng cứng. Dạ đúng rồi. Vậy thuốc mà dục sinh nó có cảm giác đầu đau, bắt đầu chỉ khóc rồi. Khóc xong rồi kiểu nắm và bẻ vừa bẻ đồ tùm lum hết. Phải đợi nó nở đủ phân á. Đợi gần tới sáng đã bắt đầu bác sĩ mới la lên là rồi tới giờ đẻ rồi. Cái bắt đầu hai đứa nhìn nhau cười rồi động viên nhau đó. Em chỉ ngồi cái phần trên đó, xong rồi bác sĩ ở dưới. Tại em là cái con người mà rất là sợ máu. Bản thân em bị chảy máu xíu thôi là xíu không? Em nhìn cái là em bị chóng mặt liền. Nhưng mà nhờ cái khoảnh khắc mà em nhìn vợ em sinh xong á, hết sợ luôn. Dạ thì kiểu như là mình vượt qua được á. Cái y tá mới kêu em lại là Tâm Tâm lại đi con nhìn thử đi, tại thấy cái đầu của em bé gần đụng rồi đó. Đầu mới mở ra, mới chiếu đèn pin vô coi, lúc đó hệ cũng máu me này nè, em cũng sợ lắm á. Nhưng thôi em cũng ráng, tại con của mình mà sẽ là vợ của mình nữa. Tại sao mình phải sợ? Cái lúc mà cổ vũ tinh thần cho vợ mình á, em có nói những gì ngọt ngào không? Tại vì bản thân em ngày thường em cũng không nói chuyện ngọt ngào với vợ em được. Vợ em á, lúc nào nói em cũng là người vô tâm hết á. Hơi bị khô khan đúng không? Khô khan, không có nói ngọt ngào được. Nhưng mà thực ra mình không phải là khô khan vô tâm đâu, nhưng mà mình quan tâm mà mình không muốn nói ra thôi. Tại vì người ta bị thiếu nước, đúng không? Thường có tưới nước vô bị thiếu nước. Xin chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Các Em Muốn Nói Gì. Thì em tên là Nguyễn Phúc Thành Tâm, thì mọi người hay gọi em là Tâm Nguyễn. Thì công việc hiện tại của em là làm YouTube và kinh doanh về thời trang. Thời trang của mình là như nào ta? Nam, nữ hay là tất cả mọi thứ? Dạ, nam, nữ đều mặc được. Đa số là cho các bạn trẻ. Thì các bạn trẻ hay dùng là cái từ là local brand anh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện của ông bố bỉm sữa Tâm Nguyễn. Lần đầu tiên khi mà là em biết tin vợ mình mang thai là lúc nào? Cái lúc đó thì em đang nằm ở ngoài phòng khách. Thì vợ em với một cô chăm vợ em từ nhỏ tới lớn rồi á. Thì cũng như là vú đúng không? Dạ đúng rồi, dạ là vú. Hai cô cháu ở trong toilet là bắt đầu thử. Xong rồi em ở ngoài thì vợ em mới ra nói là anh chở em đi bệnh viện đi. Thì lúc đầu em chỉ nghĩ là đi khám phụ khoa bình thường thôi. Thì em cũng ngồi ở ngoài em đợi. Thì sau mới nhắn tin cho em là em có em bé rồi. Ê, vậy là lúc đó là cả hai em là có tính không? Là sẽ thả hay là chờ kêu ai nói dạ? Dạ lúc đầu thì cũng có tính thả, sau đó thả hoài mà không được. Cái em cứ nghĩ là thôi chết rồi, không biết mình có vấn đề gì không? Không biết mình có vấn đề gì không? Sau khi mà em nhận được cái tin mà vợ em có em bé thì em cũng lo sợ. Chết rồi, không biết mình có làm tròn được cái trách nhiệm không. Thì một phần là cũng lo lắng, một phần cũng vui, cứ đón nhận thôi. Cái lúc đó là em tự cho rằng là mình chưa sẵn sàng, nhưng mà là cái nguyên do nào khiến cho em thôi đã có rồi thì mình bằng mọi giá là phải cố gắng để mà chăm lo cho gia đình của mình? Thì cái lý do mà muốn có con đó là ba mẹ trẻ mà có con sớm á, con sau này mà lớn lên á thì có thể kiểu là gần gũi nhau hơn. Dạ đúng rồi, mình có thể là làm bạn bè, mình nói chuyện, mình tâm sự với con của mình. Thì cũng hiểu một phần con của mình như thế nào. Cái lúc mà vợ đang mang như vậy đó thì chăm sóc vợ là một mình em đảm đương hết hay là có sự hỗ trợ đến từ gia đình? Em cũng may mắn là kiểu gia đình hai bên cũng ủng hộ. Cái khoảng thời gian đầu là hai vợ chồng sống chung với nhau với ông bà nội của vợ em á. Em chăm sóc vợ em rồi. Mà đặc biệt nha, bả không có ngán mà toàn em bị ngán không. Chắc chắn một điều luôn là lúc ngủ á bị bước qua người đó. Bước qua người hay là lăn qua người luôn. Thời nào không biết. Đúng vậy. Cứ buổi trưa mà buổi sáng em ăn cơm cái gì đó tự nhiên cái em muốn ói liền. Cứ nhợn. Vợ em ngồi cười không. Ê, cái đó hay với bộ. Tại vì thật ra nha, chồng mà là ngán giùm vợ là một may mắn rất nhiều của người vợ. Cho vợ đỡ mệt hơn. Đúng rồi.
Cái khoảng thời gian đó thì em dành thời gian ở nhà với vợ nhiều hơn. Tại ông bà nội là đi làm từ sáng cho tới tối luôn. Thì ở nhà vợ em cũng có mình à. Mà mỗi lần mà em có đi đâu cần việc gấp lắm ra ngoài á, ủa anh đi đâu vậy, khi nào anh về? Cũng không nỡ đi. Vợ em thì lúc mà mang bầu thì cái tính tình bình thường tính ở nhà đã khó rồi, có bầu còn khó hơn nữa. Lúc mà đang mang bầu đang cãi cái chuyện nhỏ xíu thôi, giống như là em mua đi mua đồ ăn mà không vừa ý thôi nha, về cãi lộn đùng 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 lên thôi đòi đuổi em đi ra ngoài luôn. Lúc nào là về nha là soạn mấy cái đồ của em mà dục ra ngoài phòng phòng luôn, dục sẵn luôn. Bữa một bữa hai á là em xin lỗi xong em sắp đồ lên lại. À tự giác. Tự giác đem lên. Rồi cứ lặng lặng cứ sắp đồ lên lại. Qua lần thứ ba là cũng dục đồ em ra giống vậy á. Xong cái em cũng xin lỗi nhưng mà em để hoài luôn, em để mấy ngày sau luôn. Bắt đầu tự dọn lên. Cái bà bắt đầu sắp lên lại cái em quay phim em chọc. Wow, hôm đó mua cái món gì vậy? Hôm đó mua cái món gì? Ví dụ đòi món phở đi. Em thèm ăn phở quá nhưng mà em đi ra ngoài không có phở. Đi kiếm hoài luôn. Mua cái mũ tiếu đúng không? Em mua, hỏi vậy em ăn cơm không? Được cơm rồi. Em đi hỏi em kẹp quán phở, cái em mua phở đem về. Ủa sao nãy anh nói với em là anh đi mua cơm mà. Ôi trời ơi. Ê vậy là khó đó nha, sáng nắng chiều mưa đó. Giống như là mình gợi ý cái món này cái bắt đầu thèm suy nghĩ qua món này, cái mình mua món khác cái là bắt đầu giận. Nhưng mà quan trọng khi mà mua về á, bày trước mặt luôn rồi đó, có ăn hết không? Không, tại ăn một hay muỗng xong rồi em ăn không. Ê mà sao vẫn giữ cái phở đúng hay thì, quá ha. Rồi đáng lẽ phải me me lên chút mới sao kỳ ta. Thiệt á. Em được cái là ăn bao nhiêu cũng không mập. Trời ơi, đã quá ha. Ước gì ha. Cái quá trình mà làm vợ em sinh á, sao kể cho nghe được không? Mẹ vợ của em á là kêu hơi khi nào mà gần sinh á thì hai đứa đi qua đây ở trước đi, tại vì nhà cũng gần bệnh viện anh. Thì để có gì còn chạy tới cho nó kịp. Đúng rồi, xúc ly luôn. Dạ đúng rồi. Thì cái gần tới ngày dự sinh luôn mà vẫn không có dấu hiệu gì hết. Cái bắt đầu cái em lựa chiếc xe nào mà dằn nhất đó, xong rồi chở vợ em đi. Tại mẹ em kêu vậy. Mà em chạy xe là em lựa vô ổ gà luôn. Mà về vẫn không có dấu hiệu sinh. Mà gần tới ngày rồi, tới khuya, vợ em có cái cảm giác mà con gò lên đạp kiểu mạnh hơn thường ngày á. Cái bắt đầu mới hỏi em có dấu hiệu chưa. Cái bắt đầu đó mới có dấu hiệu rồi đó. Lúc đầu là mẹ vợ em hông cho em đi, tại vì tính của em á là cứ từ từ. Thì cái người quan niệm xưa là người mà đưa đi sinh á là phải nhanh gọn lẹ để mới đưa để đẻ cho nó nhanh gọn. Thì đó là mẹ em chở vợ em đi lên trước, bỏ em nhà luôn. Kêu mới kêu chết rồi, giờ sao. Có người mới chở em lên sau. Em lúc nào cũng quan tâm vợ em á, kiểu mình không làm được gì hết, mình chỉ biết mình động viên thôi, mình nắm tay em cố lên. Cái cảm giác khi mà là em lần đầu tiên được bế con mình lên tay như thế nào? Cảm giác đó mình vừa xúc động mà mình vui nữa. Hai vợ chồng nắm tay nhau vừa khóc vừa cười. Cảm giác mà đầu tiên thì hơi run, tại vì mình đàn ông mà mình không biết cách tạo bồng bồng mình không có hả? Cái tay chân mình cũng hơi vụng về á, sợ rớt nữa đúng dạ, không? Mà là em chăm sóc vợ của mình khi mà là vừa sanh xong á, nó có phức tạp không? Trong suy nghĩ của em là sẽ rất là phức tạp, tại vì em không biết cách thay tả như thế nào, rồi cho con bú như thế nào, rồi phải cho con bú sau là phải vỗ để cho tiêu hóa, nếu không mà mình đặt xuống thì em bé sẽ bị trào vậy. Cũng sẽ rất là nguy hiểm. Hai đứa mới chọn cái quyết định là qua nhà mẹ để mẹ chỉ, giống như là training một tháng luôn á. Là mày phải biết tự làm, để nhiều khi mà đi về nhà để còn không có mẹ thì hai đứa phải tự làm được. Vậy thì là trong cái quá trình sinh nở nó có kỷ niệm gì mà khiến cho em phải nhớ hoài không? Dạ em á là đi đâu cũng phải ôm theo cái con gấu bông á. Nhưng cái con gấu ghiền hay sao ôm để ngủ á, là đi vô sinh phải ôm theo gấu bông nữa. Lúc đầu hai đứa vô rồi cười nói, lúc mà bắt đầu chích cái thuốc mà gây tê bằng cứng. Dạ đúng rồi. Vậy thuốc mà dục sinh á, có cảm giác đau, bắt đầu chị khóc rồi. Khóc xong rồi kiểu nắm và bẻ vừa vẽ đồ tùm lum hết, phải đợi nãy nở đủ phân á, đợi gần tới sáng đã bắt đầu bác sĩ mới la lên là rồi tới giờ đẻ rồi. Cái bắt đầu hai đứa nhìn nhau cười rồi động viên nhau đó. Em chỉ ngồi cái phần trên đó, xong rồi bác sĩ ở dưới. Tại em là cái con người mà rất là sợ máu,
bản thân em bị chảy máu xíu thôi là xíu không? Em nhìn cái là em bị chóng mặt liền. Nhưng mà nhờ cái khoảnh khắc mà em nhìn vợ em sinh xong á, hết sợ luôn. Dạ, thì kiểu như là mình vượt qua được á. Cái y tá mới kêu em lại là Tâm Tâm lại đi con nhìn thử đi, tại thấy cái đầu của em bé gần đụng rồi đó. Rồi mới mở ra, mới chiếu đèn pin vô coi, lúc đó hệ cũng máu me này nè, em cũng sợ lắm á. Nhưng thôi em cũng ráng, tại con của mình mà sẽ là vợ của mình nữa. Tại sao mình phải sợ? Cái lúc mà cổ vũ tinh thần cho vợ mình á, em có nói những gì ngọt ngào không? Tại vì bản thân em ngày thường em cũng không nói chuyện ngọt ngào với vợ em được. Vợ em á, lúc nào nói em cũng là người vô tâm hết á. Hơi bị khô khan đúng không? Khô khan, không có nói ngọt ngào được. Nhưng mà thực ra mình không phải là khô khan vô tâm đâu, nhưng mà mình quan tâm mà mình không muốn nói ra thôi. Tại vì người ta bị thiếu nước, đúng không? Thường có tưới nước vô bị thiếu nước cho nó hơi khô. Nhưng mà em nói là em sẽ làm. Lúc nào em cũng nói vợ em á là em thích người ngọt ngào đi, người ta nói vậy thôi nhưng người ta không làm đó. Bén nha. Nhưng mà cái lúc mình vợ mới sanh ra đó thì em có hỏi thăm vài câu không hay như sao? Em cũng có hỏi thăm nhưng mà cái cách hỏi thăm của em á kiểu bình thường chứ không phải là nhẹ nhàng hay là ngọt ngào. Mà em bù lại bằng cách đó là em bắt tay vào em làm liền. Em ví dụ vợ em cứ nằm nghỉ đi, thì con thì cứ để anh lo cho. Chăm sóc con á nha, những cái ngày đầu tiên thì anh biết chắc chắn rằng là em sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là mình phải làm quen với lại rất là nhiều thứ mới mẻ. Thì lúc đó em thầu hết luôn hay là vợ chồng em phân chia ra? Khoảng thời gian đầu á, mà sau khi mà ở một tháng bên nhà ngoại về á, thì là hai vợ chồng bắt đầu chia ca ra. Thì em sẽ là người đảm nhận ca khuya, là từ 12 giờ đêm cho tới 4 giờ sáng thì để vợ em ngủ. Ca của vợ em là từ 4 giờ tới 8 giờ sáng, thì 8 giờ sáng là bắt đầu là có bà vú vô làm buổi sáng cho tới 4 giờ chiều. Thì sau buổi chiều đó là hai vợ chồng tự làm hết. Còn cái hôm nào mà em thấy mà vợ em ngủ thương quá là em canh một mặt tới sáng luôn. Trời ơi trời, lo lắng như vợ. Hay không? Hiện tại bây giờ thì là ai là người phụ trách chăm bé chính? Chắc anh như em luôn quá. Buổi tối là đa phần là em thôi, em dành làm hết. Tại vì sáng vợ em bắt đầu đi học rồi, sáng phải đi học sớm nữa, đi học vô mất công ngủ gật thầy giáo là em canh hết. Nhưng mà đỡ một cái là bây giờ tụi em mướn thêm một người phụ buổi tối nữa là ngủ xen kẽ 3, 5, 7 là có người ngủ lại cái canh em bé. Còn 24/6 là tụi em là không phải tụi em à, còn cuối tuần mà vợ em nghỉ học á thì nhường cho bổn phận làm mẹ đó là chăm suốt hết luôn. Vậy thì trong cái lúc chăm sóc em bé giữa hai vợ chồng em á, có lần nào xảy ra mâu thuẫn trong cái cách chăm em bé không? À, cũng có nhiều lắm. Ví dụ như kiểu em bé khóc mà khóc lớn quá, bắt đầu quán lúng túng không biết làm, hết hai vợ chồng ấy, ủa giờ anh làm gì, giờ em làm gì, thôi giờ anh đi pha sữa đi, em đây thải tả cho con chưa. Từ cái chuyện đó bắt đầu cãi lộn nhà luôn. Thôi cách cái tâm nguyện nó cãi lộn như là hai vợ chồng như là giờ sao vậy, tại anh gì vậy, nó có thể là rất dễ thương, nó đúng là hồn nhiên luôn á. Nó là như vậy luôn đó, chứ không phải là cứ mỗi lần mà nghe tới từ cãi lộn là mọi người sẽ nghĩ là nó sẽ rất là căng thẳng, nhưng mà không đâu. Rồi bây giờ tới một cái phần mà là anh nghĩ rằng nếu như mà có vợ em ở đây thì vợ em sẽ không muốn đi vào đây, hoặc là em chỉ muốn vợ em ra ngoài đó. Là vợ tôi vô số tội. Nãy cũng kể luôn rồi đó, cằn nhằn vậy đó. Ít xỉn là cằn nhằn, bà nào không cằn nhằn. Ở nhà có cằn nhằn không? Dễ gì không? Ừ, dạ đúng vậy, cằn nhằn tôi ngoài. Thì ngoài cằn nhằn ra thì vợ em còn có khó chịu với em gì nữa không? Đây là kể xấu vợ. Khó chịu vậy hay giận lên. Giận là giận, kiểu giận những chuyện mà nhỏ nha. Ví dụ như cái chuyện mà nhỏ nhất luôn, em nghĩ là nó không đáng á. Cái nhỏ nhất là cái chuyện mua đồ ăn, nãy thấy nhỏ nhất rồi đó. Chưa nhỏ nhất đâu, còn nào nhỏ hơn đâu. Nhỏ nhất là cái tập của em hay lười á. Cái tính của em á là tiện thì lấy thôi. Dạ đúng không? Rồi, tiện thì lấy. Nhiều khi mặc đồ mà lộn xộn á, trước khi mà em có vợ á, em chỉnh chu lắm, ra lúc nào cũng phải chải chuốt ra ngoài rồi đẹp đẽ. Em có vợ rồi em suy nghĩ thôi, mình có vợ là mình cứ đâu ngó mình nữa, miễn sao ra ngoài mình thoải mái là được rồi. Em mang dép, rồi nhiều khi mang dép lào, rồi áo màu này quần màu kia luôn. Đi lấy đại sao đi thôi. Chứ giờ có vợ rồi chắc mình em nghĩ là thoải mái là được. Vợ em thì nói anh ra ngoài anh chỉnh chu lại xíu đi, nhiều khi tại vì anh cũng nhiều người biết trên mạng xã hội á. Nhiều khi người ta chụp lại hay là gì sao bóc phốt gia đình mình như thế nào. Mà mấy anh hỏi là cái vấn đề là ở nhà là em có hay bị vợ ăn hiếp không? Không, hỏi con này đúng chính xác rồi nè. Ở nhà em kèo trên hay kèo dưới? Ở nhà em kèo trên hay kèo dưới?
em như các bạn ở ngoài là chắc chắn biết em là nằm kèo dưới nha. Em mua đi mua đồ ăn mà không vừa ấy thôi nha. Về cãi lộn đùng 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 lên. Thôi đòi đuổi em đi ra ngoài luôn. Không, tại là không phải là em muốn hơn thua với vợ của em. Đúng rồi. Tại vì mình thương vợ mình cứ nhịn thôi. Đấy. Câu chuyện gia đình là không có dùng trên hay dưới. Đấy. Cái quan trọng là mình muốn dưới hay trên thôi. Đúng vậy. Nhịn một hai câu để đó thôi chứ không phải là mình sợ. Ví dụ mà mình cãi nhau mà mình thắng vợ mình đi nữa thì vợ mình vẫn là thua. Không hay cũng là thua. À, ê, vậy là có một cái câu chuyện cụ thể nào mà là cái việc mà em đã thấy vợ em sai đành đành rồi nhưng mà là em cũng phải ráng là em đúng không? Lúc nào mà cãi nhau á, mặc dù em biết là em đúng hoặc là vợ em đúng đi nữa thì lúc nào em cái câu mà đầu tiên của em khi nói ra với vợ em là anh xin lỗi vợ. Siêu liền. Là câu đầu tiên hả? Còn nhiều khi mà cọc quá quạo quá anh mắc gì anh xin lỗi hoài vậy? Cái gì anh cũng xin lỗi là sao? Giống như là đó anh nói đi. Anh xin lỗi rồi mình nói gì nữa? Mà xin lỗi nhiều quá cũng mới nói. Mà trong lúc mà mình cãi lại á thì anh nói gì anh nói nhiều vậy? Còn mà mình im mình không nói tiếng nào á là anh không tôn trọng em. Dù người phụ nữ chúng ta có nói cái gì đi nữa thì với tâm thế là một người đàn ông, ok thôi thì tạm thời em cứ đúng đi rồi từ từ rồi mình sẽ giải quyết sau. Thiệt nè, phụ nữ ai cũng ghen á, trời trời á, mà quan trọng nha, trong cái giới kinh doanh đồ nữa mình đi giao tiếp với lại nhiều mối quan hệ học la không ngon không ngon ngon không nhìn ngon cái nào ghen không, tôi đảm bảo là có luôn, chắc chắn là chồng lúc mà đang yêu hay lúc cưới hay chồng bắt đầu cái cuộc sống hôn nhân thì chắc chắn là phải ghen rồi. Nhưng mà ghen nhiều hết nó mới quan trọng. Vợ em là tương đối là cũng hiểu chồng á nên ghen nào là ghen đúng thôi. Vậy thì ghen đúng là kiểu như là tự nhiên một ngày đẹp trời tự nhiên có một ai đó vào inbox chồng mình. Dạ đúng rồi. Vì khi mấy bạn cũng ghen chưa đúng luôn nha. Sao không đúng được? Người ta inbox họ hỏi công chuyện công việc rồi sao? Ủa người phụ nữ đâu cần lý do đâu? Chỗ nào nhắn tin cho anh? Đúng vậy, khác phái là có vấn đề liền rồi. Thôi tao chỉ mới chỉ hỏi thôi mà, tao đâu ghen đâu, tao hỏi thôi. Vậy thì bây giờ nếu mà theo Tân nha, trả lời. Theo Tân nha, Tân nói hồi nãy là ghen không đúng, vậy thì bây giờ ghen đúng là phải ghen sao? Ghen đúng nhiều đó là em nhớ anh quá, đã bao ghen á. Đúng chưa? Mất mớ gì tự nhiên không tao có vợ còn nhớ tao làm gì là phải ghen? Không mà thiệt á, có lần nào mà là vợ em ghen phải gọi là em không biết phải giải thích làm sao không? À, có một cái lần em bó tay luôn á là trên trang Instagram của em á, mấy người mà lúc trước em follow á là lúc trước chưa cưới nha. À. Tại cái tật của em á là em không có bỏ theo dõi ai á, giống như là em follow ai là em để luôn. Ừ. Em để luôn, bắt đầu chỉ ngồi chỉ coi lại là chết rồi em, anh theo dõi vợ nào vậy? Ê mà cái dòng lúc mà là chưa có vợ con á ha, mình hay theo dõi lung tung lắm luôn á, thiệt. Không có. Em follow á vậy thôi nhưng mà em không có ý nghĩ xấu đó, gì hết. Đúng. Nhưng mà vợ em là phải chặn từ trước luôn, nhiều khi ngoại tình trong suy nghĩ á là cái đó cũng phải chặn trước luôn. Nè, hồi nãy tới giờ là mình cũng nói về vợ mình nhiều rồi ha. Đây là lúc mà em tự thú trước bình minh nè. Em có thấy bản thân mình có những cái thói quen nào hay là những cái tật xấu nào mà em nghĩ rằng là bản thân mình cần phải thay đổi để cho vợ mình vui vẻ ăn không? Bản thân của em á là hay thờ lắm, nói mà không tập trung á. Nhiều khi nói câu này là lọt qua lưng. Nhiều khi em cứ ok anh nhớ rồi. Rồi cái không nhớ đúng không? Nhưng mà hỏi lại là nãy nói gì ta? Bắt đầu là có lý do để giận rồi đó. Là... Mà cứ cái tình trạng này á cứ xảy ra liên tục luôn. Thì em đang dần khắc phục lại. Em là cái con người mà kiểu ít nói nè, với lại cũng không có biết thể hiện tình cảm như thế nào á, nên cứ suốt ngày bị nói là vô tâm vậy. Anh nghĩ rằng đó là những cái tính mà là phải có thời gian thì từ từ là chúng ta mới khắc phục được. Hiện tại bây giờ là anh muốn hỏi em một câu mà anh không biết rằng là em có chịu trả lời với anh không. Con quỷ đen. Hai vợ chồng của em đó là mỗi người có một cái thẻ riêng thì à, phân chia rõ. Dạ đúng rồi. Ok, vậy thì không thể nào mà dùng cái từ quỷ đen. Nhưng mà phải có kiểm soát, giống như là em mua cái gì mới gì mà không hỏi ý là bắt đầu có chuyện á. Cứ để thoải mái nhưng mà mình tự ý thức mình làm đi. Ê tính ra vậy hay ha. Kiểm soát quá mình giấu giếm nữa. Kiểu không giấu, không còng giấu nữa. Lòi ra rồi cái muốn có chuyện nữa. Cái gì cứ hai vợ chồng cứ nói nhau, anh muốn mua này nè, sắp tới anh làm này nè. Nhưng mà anh sử dụng tiền của anh hay là tiền của hai đứa. Không có để mà bị lãng phí, sử dụng đúng mục đích. Bây giờ sẽ là một phần rất là đặc biệt mà chương trình đã bí mật chuẩn bị cho em. Trên màn hình thì chắc hẳn là em cũng đã thấy người phụ nữ này khá là quen thuộc với mình, đúng không nào? Quá quen. Để xem cô ấy sẽ chia sẻ với mình những điều gì nhé. Chỉ riêng em nghe thôi đó, tụi anh nghe ké. Xin mời em. Hello chồng.
thì em biết là em cũng hay giận dỗi nè, thì em cũng hay kiểu cáu gắt nè, thì xin lỗi, không có cố ý. Nhưng mà bây giờ cái tính nó vậy rồi, không có cố ý thiệt. Thì nói chung là em xin lỗi. Thì chắc chắn là trong tương lai là sẽ sửa, nhưng mà chưa phải giờ. Thì cái đó là em tự nhận lỗi của em nè. Đó, rồi còn tiếp theo thì chắc là tật xấu của ông đúng không? Quá trời luôn. Thờ ơ nè ha. Xong rồi hả, suốt ngày cứ lơ tôi. Xong rồi hả, im lặng không nói, không nghe, nói gì cũng không trả lời. Quá trời quá đất luôn. Rồi ông tính sao thì ông cứ sửa đi nha. Ông tính sao ông về thì ông suy nghĩ ông sửa, sao ông sửa đi đó. Chứ tôi thấy ông hơi nhiều rồi nha. Ông sửa, tôi sửa ông luôn. Thì em thấy là chắc cũng có nhiều lần á, em làm anh buồn á, là tại vì em biết là em sai nhưng mà em không có nhận. Thì em biết là em là cũng hơi lớn á, không biết có được gọi là suy ra chửi không nữa thì không biết. Thì em biết là anh buồn á, nhưng mà giờ sao giờ? Giờ sao? Bị em thảo mãn là được rồi. Em thảo mãn em được thôi, kệ anh. Thì la thì cứ la thôi, nhưng mà em vẫn yêu anh mà đúng không? Em vẫn yêu anh mà đúng không? Lần mà em cảm thấy mà xúc động nhất á là lần mà lúc mà em sanh á, thì là anh bên cạnh em. Thì cái đó là điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì em cảm ơn anh. Tôi không biết là ông có khóc không chứ tôi khóc rồi đó. Tao đang cười vui quá trời. Vui quá trời. Nói chung là cái đó là cái mà hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Khi mà sanh đẻ thì chỉ mong là có chồng kế bên cạnh thôi. Em không muốn là kiểu em kể em khổ sở như thế nào, nhưng mà em muốn anh phải thấy được khi mà em sanh đứa con ra, em cố gắng hết mọi thứ để cho anh. Đó thì em chỉ cảm thấy cái điều đó là em cảm thấy em thỏa mãn, nhưng mà xúc động và cảm động nhất thôi. Một lời chắc muốn nhắn nhủ anh là cố lên. Có thể nói là một trong những lời chia sẻ rất là dễ thương. Nó không có mang cái hàm ý gì mới gọi là trông chọt hay là sâu xa dữ vậy rồi. Rồi thì giờ vợ mình đã gửi lời rồi đó. Em có muốn nhắn gửi gì cho vợ con mình không? Xin mời em. Thì qua những lời mà em vừa chia sẻ với anh á, thì những cái chuyện đó là từ trước tới giờ hai vợ chồng chưa ngồi lại nói chuyện với nhau trên sóng truyền hình đó, anh mới nghe được. Anh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà em biết nói những cái lời giống như vậy. Thì anh nghe những cái lời đó xong á, anh bỏ qua hết những lần mà em nóng tính hay là em la anh chẳng hạn. Anh chỉ biết là mình sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt cái trách nhiệm mà của một người bố, của một người chồng thôi. Cảm ơn em đã chia sẻ cho anh những lời giống như vậy. Em thử nghĩ ra một cái câu mà thiệt sự là ngọt ngào, mà thiệt sự là sến súa mà từ xưa tới giờ em chưa không bao giờ nói cho vợ mình coi. Thì vợ ơi, anh muốn cảm ơn vợ đã hiểu được cái tâm trạng của anh. Sau chương trình này á, thì anh muốn gửi lời tới vợ là anh sẽ cố gắng thay đổi nhiều hơn, thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Tại vì anh mới nhận được một tin là mình sắp làm bố lần thứ hai. Anh biết cái trách nhiệm mà của anh nó sẽ tăng lên gấp đôi, gấp ba. Anh hứa vợ là anh sẽ cố gắng hết mình. Ví dụ giờ mà không cố gắng nữa cũng phải gán cố gắng hết sức lực của mình. Dạ yên tâm nha. Hết sức lực của mình. Dạ yên tâm nha. Trời ơi, vậy là quá ngọt ngào rồi.